Chào anh em nha. Chào mừng anh em quay trở lại với Leo Robot. Trong ngày hôm nay thì mình đã nhận được rất là nhiều tin nhắn của anh em nói là cập nhật xong thì không có vào game được. Kể cả trên điện thoại, kể cả trên giả lập. Thì cái tình trạng này không phải là lần đầu tiên chúng ta gặp đâu, mà rất là nhiều rồi. Kể từ lúc mà cái phiên bản Newton ấy thì nó đã gặp vấn đề này rồi. Thật ra thì nó cũng không có cách khắc phục nhiều đâu. Và anh em chơi nhiều thì anh em sẽ có nhiều cách vào game khác nhau, nhưng mà ngày hôm nay thì mình chỉ anh em một vài cách thôi. Còn nếu như không có được thì mình cũng có tay, thì mình cũng đang gặp vấn đề đây. Anh em có thể thấy là mình đang chờ màn hình ở trên đây là giả lập nha anh em. Còn ở trên điện thoại á, thì trước hết là anh em đổi thành cái chế độ đó là wifi, đổi từ wifi thành dữ liệu di động nha, tức là anh em sử dụng mạng của dữ liệu di động, tức là mạng 4G đấy, mạng 4G trên điện thoại chứ không phải là mạng wifi nha. Sau đó anh em bật web 1111 lên rồi anh em vào game lại thử xem nó có ổn hay không. Tại vì buổi sáng thì mình làm bằng dữ liệu di động bình thường á, thì mình vào game toàn là bằng dữ liệu di động thôi. Tại vì nó mặc dù là nó lắc hơn wifi, nó không ổn định bằng wifi, nhưng mà mấy bữa nay thì cái đường cáp nó có vấn đề, cho nên là nó wifi nó không ngon bằng đâu. Nên là anh em lưu ý, anh em thử xem cách đó là như thế nào, có ổn hay không để coi có vào được hay không. Tại vì tình trạng chung gần như là sáng nay bạn nào cũng nhắn mình cả, nhắn nhiều lắm, mình cũng trả lời không có hết được đâu. Và có nhiều anh em bình luận trên kênh YouTube cũng thế. Chung cách đó là cách trên điện thoại nha, và đây chính là cách duy nhất mà mình có thể đưa tới anh em rồi. Nếu như anh em làm không được thì hãy đến tới cách thứ ba. Cách thứ ba thì mình sẽ hướng dẫn anh em đấy. Còn đây chính là trên giả lập nha, thì nó cũng giống như trên điện thoại thôi, mình nó chỉ khác nhau một tí, đó là mình cầm chuột với lại nhấn bàn phím, còn anh em thì nhấn vào điện thoại. Thì này này anh em tưởng tượng là cái điện thoại ha, và hiện tại mình đang chờ game đây. Trước hết thì mình bật thành web trước, mình sẽ bật web 1111 trước nha. Đấy, đây chính là cái giả lập rồi, ok đó. Xong rồi bây giờ mình nãy mình cập nhật rồi này, nãy mình cập nhật bên này rồi, bây giờ mình vào vào thử nha. Tại vì hiện tại mình đang xài wifi cho nên nếu như không vào được thì thử xem sao, mình phải thử trước đã. Tại vì qua điện thoại thì chúng ta sử dụng mạng dữ liệu di động thì vào được, còn đấy anh em bật web lên là nó sẽ tải được nha. Đây hiện tại thì nãy mình vào chờ ấy, nhiều bạn nó sẽ hiện lên ở đây có cái ô là không có kết nối internet, thì anh em lên CH Play ấy, cái CH Play nó cũng đây. Thì đây chính là tên cái phần mềm, đó là web 111. Anh em chỉ cần lên CH Play anh em tìm một phát là có thôi. Ví dụ ở trên này đây này, anh em tìm nha, web này lộn lộn đấy. Thì đây chính là web 111, một cái đơn giản nhất để mà anh em có thể gọi là VPN. Nó là một cái phần mềm VPN để cho anh em có thể đăng nhập vào những cái web bị chặn đấy. Cái này thì mình cũng sử dụng ở trên máy tính để mình đăng nhập vào cái cửa hàng của web tăng này, nhưng mà máy đây mình nghỉ web tăng rồi cho nên mình cũng không vào được đó. Thì đây chính là web này nha, anh em cũng có thể sử dụng mấy phần mềm khác nhưng mà mình nghĩ là web thì xài nó ok hơn, nó mấy bữa nay mình xài nó ổn đấy. Anh em mới tải phần mềm này về ha, sau đó thì anh em mở lên và vào Worldbot. Dĩ nhiên là khi mà vào game cập nhật xong rồi á thì anh em muốn chơi nó ổn á thì anh em tắt. Còn nếu như mà chơi mà thấy vào trận mà robot nó chưa có hiển thị hay là nó không cho chọn bot gì đó thì anh em phải bật lên tiếp. Thì cái này nó đấy, bây giờ thì mình đã cập nhật rồi nè anh em, nó có nhạc lên rồi. Hồi nãy vào là mình chờ nửa tiếng hồ lận, mình cập nhật trước luôn ấy để mà ngày hôm nay có cái video để làm cho anh em coi đấy. Thì nó là như thế, tại vì còn 7 ngày nữa là hai con robot này nó sẽ xuất hiện trên chiến trường, cho nên là mỗi cái phiên bản là sau cập nhật nó đều bị lỗi như thế anh em ạ. Đó, bây giờ thì mình đợi xem là nó có vào được game hay không ha. Coi coi. Đây là ký hiệu của công ty Evolite nha anh em. Cái ký hiệu này trên cái màu sơn vàng của con Fenrir này mình nhớ rất là rõ đấy. Thấy nó rất là giống. Ok. Đây, mình sẽ tiếp tục tải phần này. Đó, thấy không? Vẫn trong quá trình tải thì anh em cứ bật web bình thường nha. Đây, vẫn bật như bình thường thôi. Khi nào mà anh em tải xong thì anh em ngưng, tắt nó cũng được. Đây, màn 7 trên 8 rồi đấy, đây là màn cuối cùng, màn 8 trên 8 662. Thì dữ liệu di động là anh em yêu cầu anh em là phải có ít nhất là 2 GB nha thì anh em mới vào được. Còn nếu như mà bạn nào bật wifi mà bạn bật quá bạn thấy vào được rồi thì ok, bạn cứ tải bình thường. Tại vì dữ liệu di động thì anh em mới có là 2 GB thì anh em tải nó mới ổn được đó. Thường thì mình sẽ đăng ký gói đó là ST15K để mà mình tải mấy cái gói này, mấy gói tài nguyên này nó lẹ lắm anh em ạ. À, dữ liệu di động nhìn vậy thôi chứ nó lẹ lắm đó. Đây thì xong rồi đó, gần xong này. Bây giờ thì chờ xem nó có vào game được hay không ha. Đây chính là phiên bản mới chúng ta coi nào.
lấy bối cảnh từ thế giới tương lai rồi anh em ạ, tức là lịch sử phát triển của robot nó đi nhanh hơn chúng ta, mới gọi là giống như là Doraemon rồi, thế kỷ phải gọi là thế kỷ 22 rồi đấy. Con người không còn di chuyển bằng xe nữa, họ di chuyển bằng quan tài bay rồi. Đây, ơi trời ơi, cái gì đây, cái đèn pin biết bay này. À đứng luôn rồi anh em ơi, có thể là như thế mình cũng không biết, tại vì ngày hôm nay là mình làm thẳng cái video này luôn đó, thoát ra luôn rồi đó. Bây giờ vào lại thử coi được không nha, không được thì chúng ta đến với cách thứ ba, cách cuối cùng, cách này rất là hiệu quả để em có thể làm rất là tốt. Nhưng mà nhiều bạn tham gia, nhiều bạn theo dõi mình bấy lâu nay thì chắc là bạn cũng hình dung được cách cuối cùng mà chúng ta là cái gì rồi đấy. Trong cái thời gian này thì mình sẽ công bố kết quả, đó là giveaway nha anh em. Mình có gửi vào nhóm rồi đó, mình nghe tiếng là tiếp rồi đó. Đây thì đây chính là 7 bạn đã trúng giveaway, đó là khẩu Atos nha. Chúc mừng anh em và cũng cảm ơn em đã tham gia về về cái phần giveaway ha. Chúc em may mắn, trong chúc những bạn nào chưa trúng thì lần sau may mắn. Ra thì mình đã rút ngắn về cái phần đó là giveaway ngầm rồi, cho nên là anh em tham gia cũng rất là ổn. Ra thì nó rút về như thế này mấy bữa nay nó trùng ID rất nhiều, bởi vì đó là cơ hội cho anh em đấy, cơ hội anh em tham gia thì nó trùng ID, tức là mình đã rút ngắn thành công đấy, mình rút ngắn hiệu quả đấy. Anh em có cơ hội nhận được giveaway nó ngon hơn là anh em tham gia cái video 1 phút kia đấy. Ok, đó chính là phần đầu tiên đó, và mình đã vào game được rồi nha anh em, trời ơi mừng quá trời. Và hiện tại phiên bản mới thì chúng ta có một vài cái cập nhật mà mình cũng đưa tới cho anh em luôn. Trước hết thì phần ban hội, trước đợt trước đó mình thắc mắc là cái xưởng đóng tàu này nó là cái gì, đúng không anh em? Vẫn thắc mắc là cái xưởng đóng tàu này là cái gì, thì ngày hôm nay đã xuất hiện rồi. Đây thì đây chính là xưởng đóng tàu, anh em có thể quay tàu. Đây, mình cũng không biết là, để coi coi cái ô này hình như là, ui cái ô Ultimax luôn đây. Để coi nó có thời gian không, nó không có thời gian luôn á ta, có thể được quay lại sau mỗi lần thử. À rồi, tức là nó không có thời gian ở đây, mình kiểm tra coi. Ừ đó, thì mỗi anh em trong bang sẽ có cơ hội quay đó là tàu mẹ này kia, nhưng mà mình thấy thì nó cũng không ngon lắm đâu thật sự. Nhưng mà cơ hội này trúng Ultimax thì cũng ngon. Rồi mình sẽ làm chuột bạch, mình thử nghiệm vận may đầu tiên ở đầu video này xem là nó có ổn hay không nha anh em. Vô nào, vô đây, vô đây, vô đây. Thôi mình nghĩ là nó không ổn rồi. Đấy thì đó chính là về phần cập nhật đầu tiên của chúng ta. Còn tiếp theo thì mình để mình coi đây là phần bên cửa hàng, à con Titan mới nó có chưa. Đây rồi, Bersalier gì đây, tổ cha nó khó đọc thế nhỉ. Ra thì một con robot này cái đầu nó giống như là, không giống con Titan nào anh em ạ, à cũng chả giống con gì cả, nhưng mà nó giống con Pathfinder nha. Chắc là ông nội của Pathfinder rồi, cầm cái nỏ thần Dominic này, cầm cái nỏ thần của An Dương Vương này, thêm đó là ba cái súng hạng nặng nữa thì hỏa lực cũng phải gọi là kinh đấy nha. Hỏa lực cũng phải gọi là bình thường nha anh em, để mình coi, coi kỹ năng của nó như thế nào. Mỗi hướng đang tăng sát thương, nhận đòn đánh tiếp theo. Phát bắn kiệt lực, hỏa lực từ vũ khí tích hợp, đòn đánh bắn như vậy sẽ làm suy yếu hệ thống phòng thủ của mục tiêu, làm tăng sát thương kẻ địch phải chịu. Tên lửa áp dụng hiệu ứng phát Tigoe là cái hiệu ứng gì ấy nhỉ? Đây, được áp dụng sẽ tăng sát thương nhận vào từ đòn đánh tiếp theo. À vậy hả? Không hiểu. Phạm vi 1.100 m. Ui trời ơi, cái gì xa thế vậy? Đứng 1.100 m vẫn trúng đạn à? Chết rồi, không ổn lắm nhỉ? Thực hiện cú nhảy lùi nhanh về sau, nhanh chóng vượt qua khoảng cách lớn. Ồ hay quá nhỉ, Narok rồi. Narok rồi, phục hồi 20 giây. Ừ cũng kỹ năng nó cũng giống Pathfinder đó, có thêm cái kỹ năng nhảy của Narok thôi anh em ơi, còn sao. Ủa công ty danh gì mà ký hiệu này có danh gì mà, trời đất ơi tôi tưởng nó Evolite chứ. Rồi để mình coi khẩu súng của nó coi có gì hot anh em ơi. Vindicator 21 kdam. Ồ Vindicator slowdown hả ta, hiệu ứng slowdown hả? Chết nha, không ổn lắm. Bắn tỉa tầm siêu xa dành cho Titan, bắn hai phát trong khoảng thời gian ngắn, áp dụng hiệu ứng slowdown liên tục, hiệu ứng slowdown xác suất hiệu ứng 100%. Ôi trời ơi căng rồi. Ây da, không ổn lắm trời. Đó là Titan mới nha anh em, còn về phần robot mới thì mình kiểm tra luôn cho rồi, tại vì
Trước hết thì chúng ta cứ cập nhật thôi. Có thì chúng ta vào xem để mình còn áp dụng cái kinh nghiệm chơi của mình để mình xem là cái kỹ năng của con robot đó như thế nào nữa ra. Nó có mạnh hay không? Nhưng mà mạnh hay không thì chúng ta biết rồi đấy, cái thế hệ từ robot Newton trở về sau là nó như thế rồi. Thì mình phải công nhận một điều là cái tạo hình của con robot này nó xấu cái gì đâu á. Thiệt. Vừa nhỏ mà vừa xấu, nó phải gọi là lùn mà lói nữa này. Nhưng mà khả năng để coi, trống chạy chớp nhoáng, triển khai một cột mốc dịch chuyển. Bạn nhấn nút khả năng càng lâu thì khoảng cách triển khai càng xa. Ui rồi ơi, căng vậy ba. Sau khi cột mốc dịch chuyển tiếp đất, robot có thể kích hoạt cột mốc và dịch chuyển tức thời đến vị trí của cột mốc đó. Tức là nó chơi theo kiểu của Emugi rồi, nhưng mà cái cột mốc này anh em có thể thả xa như là mát vậy, giữ càng lâu thì cột mốc càng xa đúng không? Căng vậy ta. Triển khai cột mốc dịch chuyển, tốc độ di chuyển của tăng theo 5 km. Ừ, tại vì không tăng thì đứng một chỗ chắc bị bắn chết quá. Nên tồn tại cột mốc di chuyển 30 giây lần hả ta, chết rồi. Cái con này chơi chiếm trụ mà đồng đội nó chạy vô ấy. À không không anh em ơi, chỉ chắc là chỉ có mình nó di chuyển được thôi. Đúng rồi, làm gì có con nào có kỹ năng giống Imugi chứ đúng không? Con mà giống kỹ năng Imugi thì thôi rồi luôn rồi, muốn dịch chuyển tới đâu dịch chuyển tới đó chết. Khi robot kiềm giữ hỏa lực, nó sẽ tích lũy sát thương cộng thêm tăng dần. Sát thương cộng thêm tích lũy sẽ được áp dụng cho tất cả các phát bắn trong vài giây tiếp theo. Sau thời gian sát thương cộng thêm sẽ được đặt lại, bắt đầu tích lũy lại, tức là cái nội tại đúng không? Nội tại tích lũy sát thương chứ gì, vậy là không cần phải lắp NA nó vẫn tích lũy sát thương à? Chết luôn rồi, khó vậy. Ok, chúng ta cứ sơ lược nó là như thế anh em ạ. À, còn vũ khí mới của nó thì như thế nào đây? Chắc là cũng tại vì mình đã nhìn thấy cách bắn của nó rồi, chắc chắn là Hurricane thôi. Sát thương có 1.200 tầm bắn này, y chang như Hurricane thôi, tự dẫn hướng cũng chả có gì mạnh lắm. Nhưng mà nếu cái con này mà nó sử dụng súng rút ấy thì chắc chắn là khủng lắm đây nhờ. Thôi được rồi anh em, mà nói chung thì cái phần mà cập nhật của chúng ta thì chúng ta chỉ nên xem tới đó thôi, còn lại thì để mình coi coi mấy bữa nay có mấy bạn cập nhật cho mình đấy. Ừ đúng rồi, hình như là mình nhớ là còn một cái nữa đây này, pin năng lượng bây giờ có thể mua được bằng vàng đúng không? Nhưng mà mua ở đâu ta? Anh em nào hồi hồi bữa anh em mách mình là mua pin năng lượng ở đâu nhỉ? Mino chip bạc. Ủa, anh em nói là pin năng lượng mua được bằng vàng mà đúng không? Vậy mua nó nằm đâu ta? Ở đây đâu có ký hiệu gì đâu ta? Đây này, nó phải có dấu cộng chứ. Bạn nói là pin năng lượng mua được bằng vàng nhưng mình không thấy chỗ mua nha, hay là trong cửa hàng để coi ra. Chắc là nằm ở một tài nguyên quá. Đâu có. Đâu ta? Sự kiện nào? Vẫn không có luôn anh em ơi, ngộ vậy. Mua được bằng vàng. Thôi kệ nó đi, thì nhiều anh em mua được thì ngon, biết sao không? Tại vì anh em cài vàng nó sẽ nhiều hơn cài pin, vô trận thì pin nó cứ hao hụt mãi thôi, cho nên là anh em mua được pin năng lượng bằng vàng thì nó càng tốt chứ đâu, thì dễ cho anh em cài đấy. Ok, thì đó chính là về phần giới thiệu đầu tiên về những cái cập nhật mới mà anh em cần biết. Còn bên Discord thì nó vẫn chưa có bất kỳ thông tin nào về nep nha anh em, nhưng mà nếu như mà anh em cần thông tin nep á thì mình sẽ đưa ra cái dự đoán trước cho anh em, đó chính là con Curie này sẽ lên bàn thờ, ủa lộn, lên bàn mổ. À, về nép cái gì á thì theo như mình á, những cái phiên bản trước, theo như lấy kinh nghiệm những phiên bản trước thì một là nó sẽ tăng cái thời gian hồi kỹ năng này lên thành có thể là gấp đôi chẳng hạn ấy, và giảm cái thời gian tồn tại của tháp pháo này xuống, đồng thời là giảm luôn cái lượng độ bền cộng thêm khi mà nó kích hoạt kỹ năng ấy. Còn súp đua này khả năng cao là nó sẽ bị giảm cái hiệu ứng, đó là giảm hồi máu và nó sẽ tăng cái khoảng cách bắn lên, cũng tức là nó giảm tốc độ bắn xuống, nó không còn bắn về dèo như đợt trước nữa, mình nghĩ là thế. Đó là Curie. Còn tiếp theo mình nghĩ là Enfer nó cũng sẽ bị nép luôn, tại vì phiên bản tới có một con robot và một con Titan. Dĩ nhiên là có thứ để thay thế thì Titan nó là robot đời cũ á, nó sẽ bị đưa lên bàn mổ rồi. Raptor thì không, Pathfinder cũng không, chỉ có thể là Curie thôi, tại vì bây giờ Curie nó mạnh hơn cả hai con robot này, cho nên là có thể đưa ra dự đoán là mình nghĩ là Curie sẽ lên đường trước đó. Đó chính là những gì cần thiết mà anh em cần cập nhật ngày hôm nay của chúng ta đấy, mình đã đưa lên hết rồi. Anh em nào cần thông tin gì thì anh em cứ comment ha, anh em hỏi mình sẽ trả lời hết tất cả những câu hỏi của anh em. Rồi còn cách thứ ba, nếu như mà anh em nào thắc mắc á
Thì mình chỉ cho anh em một cách như thế này, đó chính là nếu như mà trên giả lập thì anh em có đây, ok, cửa hàng LD Player, thấy không, có ba cái dấu này, quản lý APK này, lộn, phải chỗ này, quản lý ABB đấy, có chữ gỡ bỏ nè, anh em nhắc lại cho mình nha, gỡ luôn. Thì đây chính là cách nhanh nhất để mà giúp anh em chơi game vào được game khác. Ừ, nó sẽ rất là đơn giản thôi, anh em chỉ cần bấm gỡ bỏ, hoặc là trên điện thoại anh em có gì gỡ cài đặt ứng dụng đấy, ok, đó là cách nhanh nhất để mà giúp cho anh em chơi được một cái game khác đấy, lưu ý cho mình. Rồi thì đó chính là những gì mà anh em cần thông tin, đó là thông tin anh em cần đấy, mình nghĩ là nó cần thiết đó, còn nếu anh em nó cần thiết hay không thì kệ anh em nha. Ok rồi, vì lý do ngày hôm nay mình nói hơi nhiều cho nên là ừ, cái phần review á mình chỉ ship lịch đó là có một bạn mà thôi. Rồi sau khi cái này thì mình sẽ vào mình chơi vài trận nha, tại vì đây chỉ video ngày hôm nay nó chỉ mang tính chất đó là thông báo thôi, thông báo đồ này kia, cái lỗi game đồ này kia đấy anh em làm. Rồi đây là Dương KTC, một thành viên của ADF mình nha anh em, bạn này thì gửi đi khá là lâu rồi bị trôi mất, cho nên là ngày hôm nay mình review tới luôn đó. Retro Reset Reaper, ok, combo chuẩn 2NA, ta lấy đúng, Ron sai thì không ngon lắm gì. Ron sai này bạn có thể đổi qua con Anger hoặc là con Dragon gì đấy, nó ok hơn. Đấy, Ron Reaper thì bạn có thể chuyển lại Reset cũng ok, để mình coi, xưởng 2 không có Ron, xưởng 3 thì có Ron Beat với Dantuki. Ừ, vậy có thể rồi. Imugi, Larit và Sifford, ok, combo đồng bộ chơi khá là ngon. Xưởng này thì bạn chơi đồng bộ nhiều rồi. NA với IA rồi đi giành trụ, ok ha. Ta lái là xuyên giáp Hibai, Paralysis cũng được. Paralysis anh em tích hiệu quấn choáng nhờ vào súng này cũng mạnh đấy. Ăn G, Needle và Biohazard Stack. Ừ, combo này chơi vừa khiên vật lý vừa khiên vàng. Nhưng mà súng cấp độ này á, robot thì MK2 nhưng mà súng chỉ mới cấp 6 cấp 7 thôi, vẫn chưa ngon lắm nha, nâng cấp lên. À, ta lái Market. Ừ, Revere cũng ổn, nhưng mà nếu được thì Ron'Sai nên chuyển qua đây, chơi ăn G theo Ron'Sai luôn ha. Lin, Redeemer, Fan Bao, chơi combo đó là full màu xanh lá với một cái NA hay cái gì a rồi chuẩn, có thể tiếp cận mục tiêu khá là nhanh. Ta lấy là khét. Ừ, con Ron sai thì nó cũng ổn thôi, nếu như ừ, không có Ron khác thì bạn có thể dùng là Ron sai, tại vì gây 150 điểm, 150.000 đam á, thì tăng điểm thủ nó cũng ngon rồi. Ra thì con Lin nó cũng không chú trọng điểm thủ lắm đâu anh em ơi, nhưng mà có Ron sai thì cứ lắp thôi. Dragon này Maneta 4 khẩu, một khẩu Tricton, một khẩu Tamer cũng được, chơi đó là hai loại hiệu ứng, đó là Dios và rốt được. Maneta thì 4 khẩu anh em tích được hiệu ứng choáng cũng ngon anh em, mà combo này cũng ngon, nhưng mà thật ra thì bây giờ bắn tăng nó rất là đuối. Con Dragon này bây giờ chơi cận chiến thôi, Dragon bây giờ mình nghĩ là một chơi súng điện, hai là Halo mà phải gọi là dòng Ultimax đó nha, chứ con Dragon này mình nghĩ là phiên bản tới nó không nép đâu, nó yếu lắm. Dragon thật ra sức mạnh của nó cũng chả có bao nhiêu cả, được cái là hỏa lực thôi, cùng lắm thì bẻ hai cái, bẻ gãy hai khẩu súng của nó thành xuống thành bốn cái khẩu hạng nhẹ thì mai ra nó mới gọi là nép con Dragon ha. Ta lấy đúng rồi, Paralysis cũng được, bạn chơi Paralysis với Maneta cũng ok rồi. Ra thì ngày hôm nay mình vào game được là mai rồi đó anh em ạ. À, còn anh em vào được hay không thì mình cũng bó tay, tại vì mình không phải là nhà phát hành hay là mình cũng không phải là nhà mạng nha, cho nên là đấy thì nó như thế đấy. Lucero combo bay ra, ngày hôm qua mình có test rồi ha, hai cái RA, hai cái damage controller. Ra thì anh em chỉ nên lắp một cái thôi, bây giờ chỉ nên lắp một cái damage thôi, lắp một cái all slow nữa tăng thêm sát thương cho Lucero ha. Thì lái rồi, ok, cảm ơn Dương KTC tham gia với chúng ta ngày hôm nay ha. Đó, thì đó chính là những thông tin cần biết và những thông tin chưa cần biết, và mình hy vọng là anh em cũng biết được hết rồi, còn anh em nào không cần biết thì thôi sao cả ấy. Thì ngày hôm nay mình đã bao nhiêu cái thì mình đã thông báo hết rồi, để mình nhớ coi ngày hôm nay có gì để làm đúng không ta, ngoài cái thông báo à, có rồi, mở xu anh em ạ. À, mình sẽ mở coi là từng cái xu nó tỷ lệ như thế nào nha, để coi nhiều cái nào mà anh em quan trọng nhiều nhất. Xu tím đi ha, xu tím này, xu tím để coi cái tỷ lệ nó như thế nào ha, 37 cái mở đại luôn đi, mình sẽ mở cái xu tím, cái xu mà có robot mới đấy, mảnh không này nha anh em, lưu ý nha, đừng bao giờ mở xu tím. Xu tím mua thì nó cũng không đáng đâu, trời ơi mảnh ráp to tay lái, sao tự nhiên nó có cái này che ở đây ta, ngộ vậy, gì đây, đây có gì đáng che hả, thật ra thì cũng có đấy chứ. Rồi mình sẽ mở lần cuối nha, nói chung thì mình mở 10 xu thôi, không nhiều đâu. Ôi trời ơi, cuối cùng là phải tốn 30 xu mới được con ba Finder nha,
cũng không ngon lắm đâu. Thật ra thì Pathfinder mình 1, 2, 3, 4, 5, 6. Trời ơi. Đây nó không ngon lắm đâu anh em ơi. Nhưng mà con Pathfinder này mùa sau sẽ là beta cho nên là quay ra cũng được. Nhưng mà không có tay lái thì nó cũng hơi cùi. Rồi ok, đó chính là những gì mà mình cần đưa lên cho anh em đấy. Cho anh em biết. Ui, cái sổ đỏ luôn này. Để coi. 50 ngàn hả? Chắc là mở không kịp rồi anh em ơi. Được rồi, nhưng mà mình lỡ rồi mình mở luôn ha. Coi như ngày hôm nay là mình mở xu đi, 66 cái chắc là không đủ 50 ngàn đâu. Một cái súp đua ha, mảnh không à. 142 xu bạc này mình có thể đứng đầu bảng xếp hạng nếu như mà nó có ra nha anh em, có ra bảng xếp hạng xu bạc. Dễ thôi, không khó đâu. Zotun. Được rồi, Sơn Zotun. Rồi, còn cái lỗi nữa nha, đó chính là khi mà anh em vào trận á không bắn được, tức là vũ khí anh em không hoạt động, thì tí nữa mình vào game mình test luôn thử coi nó sao. Còn cái video mà cài chai acc nhỏ thì mình sẽ để ở ngày mai đi, ngày mai mình sẽ vào chung thì rồi lên 30.000 luôn á ta. Để coi mình mở 60 cái là được 30.000, vậy được 50.000, mình còn phải, vậy là phải 100 cái mới được. Không biết phải không ta, tôi là phải gọi là thần đồng toán học, phải, tôi tính toán là phải gọi là đỉnh của chớp. Ok rồi, được rồi anh em ơi, mình sẽ vào luôn để coi coi nó có bị lỗi cái trận không ha. Thật ra mình vẫn còn đang đó là bật quáp đấy, mình ra mình tắt quáp luôn cho tắt này. Ok rồi thử nha, vào coi nó được không nha. Nó không có hiện lên thời gian là đây đây 9 giây này anh em. Bây giờ mình vào test luôn thử coi là nó có bị cái lỗi không cho gọi bot hoặc là robot nó không bắn được hay không, hoặc là anh em không nhìn thấy đường đạn. Sáng nay mình gặp rất là nhiều lỗi, nhiều anh em báo mình rồi, chung bây giờ lỗi gì mình cũng biết hết trơn á. Cả cái server Việt Nam này gần như là mình có đàn em ở khắp mọi nơi vậy đó, chuyện gì cũng có hết trơn anh em ơi. Đó thì để trả lời một vài câu hỏi thắc mắc của anh em, đó chính là tại sao cái game này nó hút máu như vậy đúng không? Tại vì cái đầu tiên á là bạn phải để nó hút máu rồi thì bạn mới biết là nó hút. Con muỗi mà, con muỗi ngày xưa thì bạn phải để nó hút máu thì bạn mới biết là nó chuyên ăn máu chứ đúng không? Bạn không, nó không hút máu bạn thì làm sao không biết được. Đấy, cho nên là cái game nó cũng vậy thôi, bạn chìa tiền ra cho nó trước rồi thì bạn mới biết là cái game này nó hút tiền nhiều cỡ nào. Phải nói là tâm tư của mấy bạn ơi. Trời đất ơi, tâm tư của mấy anh mấy bạn tôi biết hết trơn à. Tâm này tại vì ngày xưa thì mình cũng từng ở đó mà đi lên mà, cho nên là mình cũng từng ở dưới đáy xã hội mà đi lên, cho nên là mình hiểu anh em rõ lắm. Cái nào mà anh em nó từng qua rồi thì ôi sao cái cổng này nó tồn tại lâu dữ rồi ta, nó không hết luôn nè anh em, vãi cả trưởng thiệt luôn đó. Tức là anh em ngày xưa anh em cài thì mình cũng là thiệt luôn hả ta, cái lỗi này tồn tại lâu thế, đúng là lỗi game rồi. Nhưng mà mình bắn được này anh em, mình bắn được này bình thường này. Ra thì cái gì vừa cập nhật xong á thì chắc tầm một ngày nữa thì anh em mới chơi ổn được ấy, tầm một ngày nữa là mình hên hên thì mình chơi được thôi đó. Quay trở lại cái vấn đề đó là tôi cũng từng là người cài đi lên, tôi cũng từng là người nạp cho nó, cho nên là tôi hiểu rất là rõ anh em đang gặp cái vấn đề gì đó. Hiện tại bây giờ mình đang, trời ơi cái con quỷ này. Mình đang giữ ba cái hạng mục đó, là một là trả lời bình luận này, hai là review xưởng, và ba là cái gì quên mất tiêu rồi ta, kia quay ngầm đó. Tại vì sao, nếu mà anh em muốn biết lý do thì nó đơn giản thôi. Một là ngày xưa mình tham gia kia quay nó rất là đông, mình không có cơ hội, cái cơ hội nào để mình tham gia trúng cả, không có bất kỳ một cái may mắn nào. Cho nên là quyết định bây giờ là mình quyết định tạo giveaway ngầm, nếu như mình là trên cương vị là người tạo ra được cái giveaway do biết gửi xuống thì mình sẽ tạo ngầm để cho anh em chơi. Đó là cái đầu tiên khi mình từng trải qua. Cái thứ hai là cái trả lời bình luận, thì cái này cũng đơn giản, tại vì ngày xưa mình đi hỏi người ta không chịu trả lời mình cho nên mình bực đó, cho nên là mình tự tạo cái kênh ra, và bây giờ thì mình đã trở thành người trả lời bình luận chuyên nghiệp. Không biết là có chuyên nghiệp hay không nha, nhưng mà gần như là tất cả mọi bình luận mình đều trả lời hết.
ra cái đó nó cũng vui anh em à, nó cũng là một phần gọi là xả stress đấy. Nó còn cái thứ ba chính là cái gì mới nói hồi nãy quên mất tiêu rồi ta, review. Ừ, tại vì sao, tại vì anh em chơi cái game này anh em lủi thủi một mình, anh em không có bạn này kia rồi đấy, nên chơi một mình cũng không ai mà đề cái gì đánh giá cái sự anh em tốt được, họ không có biết tới anh em là ai, cho nên là mình tạo ra cái chương mục đó là review. Thật ra thì mình cũng tham khảo bên ông Mayhu, ở trước là ông cũng làm, nhưng mà sau một thời gian mình thấy ông không làm nữa, ông không có quan tâm tới viewer nữa, cho nên là mình quyết định là mình giữ cái này luôn đó, mình giữ cái này để làm review cho anh em. Thì anh em sẽ được cái đó là anh em chơi game bao nhiêu năm trời, cái thành quả của anh em sẽ được đưa lên cái kênh của mình đó, giống như một cái video kỷ niệm vậy đấy. Thì đây chính là những cái câu hỏi mà mình đưa đến anh em, không biết là có hài lòng hay không, hài lòng hay không hài lòng gì thì cũng kệ bạn đấy, tôi đã trả lời rồi. Ok đó, thì đó chính là mục tiêu mình làm cái video mà nó tới thời điểm hiện tại như là tới ngày hôm nay đấy. Còn nếu như anh em thấy hay thì anh em cứ để lại một like một subscribe ha. Thật ra thì anh em mình biết rồi đấy, bây giờ mình kêu gọi subscribe thì cũng không ai làm đâu, bởi vì anh em đã đăng ký hết rồi. Bây giờ thì anh em chỉ có là mình kêu gọi like thôi đấy. Ok, thật ra trận này nãy giờ mình ngồi mình tâm sự hơi nhiều, anh em thông cảm ha. Giờ thì cái game này mà nó có thay đổi một tí, nó bị lỗi game hay là bị cái gì đi nữa thì anh em thông báo mình hết trơn à. Sáng giờ mình nhận được rất là nhiều rồi, nào là lỗi bắn không được này, lỗi vào game không được này, cập nhật xong là lỗi kết nối internet đó, rồi tùm lum hết, chung là cái lỗi nào mình cũng gặp hết trơn rồi, nhưng mà cách khắc phục thì mình bó tay. Cho nên là anh em hỏi thì mình biết thôi, chứ mà mình cũng biết được cách nào thì mình chỉ anh em cách đó. Ok, và trận này đã chiến thắng rồi nha anh em, 1-3 Kinder thôi. Không giết được con Ovion luôn ta. Rồi ok, đó chính là trận đầu tiên. Nói chung ngày hôm nay mình sử dụng meta nhiều, lâu ngày trở lại thôi chứ không có gì đấy. Có một điều nữa là cái đồ họa của game này càng ngày nó càng đi lên anh em ạ, nhưng mà cái túi tiền của anh em thì càng ngày nó càng đi xuống. Đây là chính là cái quy luật của cuộc sống, quy luật của cuộc đời rồi. Game này nó anh em chơi lâu rồi anh em cũng biết thôi, nó cũng giống như cuộc đời, anh em có tiền thì anh em khỏe, chỉ có điều là anh em có lựa chọn thôi, tại vì cuộc đời là nó thực tế đúng không, còn trong game này nó là chỉ là ảo thôi. Nhưng mà trong game này thì nó được một cái là anh em chỉ cần bỏ tiền ra là anh em sẽ khỏe, còn ở ngoài cuộc đời anh em bỏ tiền ra cho chắc anh em khỏe đâu đó. Thật ra thì cuộc đời nó kiếm tiền nó khó, nhưng mà trong đầy kiếm tiền cũng khó, nhưng mà chỉ cần anh em chi tiền cái là anh em sẽ lên lên hương luôn đó, nó như vậy thôi, game nào nó cũng thế cả. Anh em bây giờ tìm cái game không hút máu thì chỉ có là Liên Quân, Liên Minh hay đồ này kia đó, nhưng mà lâu lâu nó ra mấy cái skin đấy, anh em nghĩ là tiền ở đâu mà nó ra skin dễ gì đúng không, tiền ở đâu, trời ơi, tiền anh em nạp vào cho nó rồi thì nó mới ra cái skin chứ. Cái những cái đồ họa game á, mà nó phát triển lâu á thì nó sẽ càng ngày nó càng nét lên, nó càng ngày nó càng đẹp. Ở đây mình cũng chia sẻ một vài cái tâm sự ngày xưa khi mà con Angel xuất hiện. Ở đây mấy cái thời mà Fnaeus với Orochi không? Cái thời đó quay trở về trước á, thì meta nó đâu có xuất hiện nhiều tới vậy đâu, đúng không? Anh em chơi rất là công bằng sòng phẳng, những con robot mua bằng vàng bằng bạc rồi này kia đấy. Nhưng mà khi mà con Fnaeus với lại con Orochi nó cai quản chiến trường đấy, thì anh em nạp vào mua cái combo đó này rồi Orochi rồi này kia đấy, thì biết nó bắt đầu trở nên hút máu hơn, tại vì cái lòng tham mà anh em kích cái lòng tham cho nó mà. Tại vì nếu như mà theo một cái kiểu là nhà làm game bình thường á, thì người ta tạo ra một cái game cũng bình thường đấy, nó không có nổi tiếng, thì anh em ít nạp vào cho nó thì doanh thu nó ít, thì nó sẽ ít tạo ra những con robot mới để mà nó ăn tiền anh em đúng không. Nhưng mà chỉ cần anh em nạp cho nó quá nhiều, hoặc là anh em làm cái gì đó đột phá, giống như là lâu lâu tự nhiên cái nổi hứng lên mua cái gói này mua cái gói kia cả chục triệu đi, ví dụ như vậy, thì biết nó sẽ nổi lên đúng không. Nó nghĩ là anh em cần cái nhu cầu robot nó mạnh hơn thì anh em mới nạp vào, thì nó sẽ suy nghĩ, nó vắt óc ra, nó suy nghĩ nên tạo ra con robot nào để mà nó mạnh hơn, để mà mấy thằng này nó nạp vào để mà nó mua. Thì nếu như mà ra con robot mới mà nó yếu hơn robot cũ thì nó đâu có được đâu đúng không, làm sao mà nó lấy tiền em được, dĩ nhiên là nó phải giảm sức mạnh của robot cũ chứ đó. Thì đó chính là lý do mà con Angel nó xuất hiện, mình đảm bảo luôn đó chính là lý do Angel xuất hiện. Và bây giờ thì mình không thể nào thoát ra được luôn rồi anh em ơi, vào game thì được nha nhưng mà thoát ra không được này đấy.
từ cái thời của ăn gờ trở đi là anh em có thể thấy rồi, những cái khối tài sản trong cái game này mới gọi là chục triệu, chục tỷ chứ không ít đâu. Cái gì mà xưởng full 5 Ultimate đồ ha, nó bắn anh em mới gọi là lên bờ xuống ruộng luôn. Đó, thì đó chính là cái bất cập của game này thôi, ở ngoài nó cũng thế. Giờ người giàu người ta ăn nhà hàng, còn mình nghèo thì mình đi ăn vỉa hè thôi, nói vậy. Ấy, nhưng mà miễn sao anh em ăn vỉa hè mà anh em thấy ngon được rồi đúng không? Không cần mới, tức là vậy thôi, game này anh em chơi thấy vui là được rồi, anh em đâu cần mới cạnh tranh của người ta làm gì. Đấy. Rồi, tổ cha nó vào không được luôn rồi anh em. Chắc là do mình nói nhiều quá nó tức ấy. Rồi thôi kệ, mình sẽ vào game lại nha. Hy vọng là mình sẽ làm thêm một trận nữa. Tại vì ngày hôm nay có sự xuất hiện của Typhoon nhưng mình không cho vào chiến trường thì nó hơi kỳ. Hiểu sau này mình nói hơi nhiều nha, anh em thông cảm. Là bung hết bao nhiêu cái ý ý lời muốn nói đến, gửi đến những bạn chơi game này rồi, tức là những bạn ủng hộ mình đấy. Còn những bạn không ủng hộ thì mấy bạn đâu nghe được lời này, tại vì mấy bạn đâu có coi. Không biết nó có vào được không nha. Mở warp lên đi. Rồi thì nó cứ như thế mãi anh em mà. Anh em thấy không an toàn thì anh em cứ mở warp thôi, nó cũng không ảnh hưởng nhiều đâu. Ấy, nếu được thì chắc là mình chơi thêm một game nữa anh em ơi, chơi một game nữa là ổn rồi. Ý mình mới nghe tiếng nhạc mà tự nhiên mình thoát ra, buồn ghê á. Đấy, thôi kệ đi, không sao đâu. Đấy không, và quát là nó vô lại liền. Đây hình như là con tay lái Nexa Rig nè anh em, con tay lái của Rock này. Đấy, đang đứng đây nè, tóc bạc là chỉ có nó thôi. Ok. Ui trời, sao cái bà này lái người ta lái gì vậy nhỉ? À rồi rồi, nhớ rồi, Busalagi anh em, Busalagi Ultimate. À hình như là Phantom thì phải, Phantom Ultimate. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Phantom Ultimate anh em ơi. Rồi, vậy là bật web vào thì anh em có thể chơi tốt nha. Nhưng mà trên điện thoại á thì bật web nó hơi lắc. Nhưng mà thôi, nếu như anh em muốn đã chơi thì với một cái game mà cái đồ họa phải gọi là tuyệt phẩm như thế này thì nó lắc xíu thì chắc là anh em cũng phải cần điện thoại nó mạnh. Ấy, cỡ mình thì mình xài cái điện thoại cỡ 7 triệu mà chơi nó còn lắc lên lắc xuống thì anh em biết rồi đấy. Ok. Mình nghĩ là nếu như được á, thoát ra một tí nữa mà nó lâu nữa thì thôi, chắc là mình sẽ kết thúc video ở cái trận này luôn. Còn nếu như mà nó chơi được tiếp thì mình sẽ chơi thêm vài trận nữa ha. Đấy, vừa chơi vừa tâm sự với mấy bạn thấy cũng vui vui à. Có một con reset nha anh em, reset rồi. À, nó đang định chạy vào trụ hả? Có thể là Kairos chạy qua nó sẽ bắn đấy. Không bắn luôn à? Không bắn thì anh mệt với em rồi đó. Đó, em nói mà. Có một con reset nữa đúng không? Dê à? Gochopachi. Ôi trời ơi, anh ơi. Ôi trời, Raptor luôn anh em ơi, khó ở đây. Thôi thôi chết rồi, cái module này bây giờ nó hồi lẹ rồi anh em ơi, cập nhật mùa mới rồi, hèn gì nãy giờ mình thấy lạ lạ, thảo nào là như thế. Raptor này mạnh quá. Vậy là cái module này bây giờ nó hồi có mấy giây rồi hả? Căng nghiệp ba, trời ơi, solo thắng con Kuri luôn kìa, vãi trưởng, đúng là vũ khí có khác nhờ, lợi hại. Dễ gì mà thoát được. Ôi, cái module này bây giờ nó còn 35 thôi anh em ạ, ngon nha, nhưng mà nó còn xiên khiên là ngon ấy. Thiệt. Giờ mà nó còn xiên khiên là phải gọi là ngon luôn. Con Raptor đó mãi mê giành trụ rồi không. Ôi ngon thiệt anh em ạ. Bấm cái là nó xiên khiên luôn này, ngon. Tuyệt vời luôn. Coi nè. Xịn xịn liền. Trời ơi. Ác vãi đạn chưa. Thật ra con Raptor nó không lo giành trụ thì hồi nó thua đấy. Đùa. Mãi lo đi giết người sao? Không không lo à? Rồi nha, con dê này. Giỡn mặt nè.
thầy phân đó ông ơi, 4 cây hàng trung bình lần đó ba. Ông giỡn hả? Ông giỡn hả? Trời ơi, ông đùa. Đùa, bạn đùa với tôi hả? Trời ơi khủng khiếp. Bảo rồi, hỏa lực phải gọi là. Ôi, đúng bấm cái xuyên khiên liền em mà ngon. Trời, khủng khiếp gì? Coi nè, bấm cái xuyên khiên liền luôn. Ghê thật. Ngon em ơi, ngon 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 ngon. Công nhận cái module này phải gọi là. Trời nha, dính chón rồi nha bà. À ha, đùa với thầy phần chết nè. Đỉnh anh em ạ, xịn xịn xịn. Rồi nha, rồi nha, rồi nha. Bây giờ làm sao? Bây giờ làm sao? Trời ơi. Ác. Ôi trời ơi. Mình nghĩ là mình lắp 4 cây súng này cho Typhoon nó còn ngon hơn là Raptor nữa anh em ạ. Bắn ác phải đạn luôn này. Ăn hiếp được cả con Kuri luôn thì em biết là nó lợi hại rồi đó. À da, vừa kích hoạt luôn. Nhưng mà không sao, nó tốn 35 nhưng mà nó xuyên được cái khiên là mình thấy vui rồi đó. Đó, tốn có 35 mi năng lượng thôi nhưng mà xuyên được cái khiên, ok phết, ngon nha. Module này sẽ là meta tiếp theo. Hello anh trai, đi nè anh ơi, mấy anh không lo giành trụ, mấy anh thua bây giờ. Dạ, bắt đầu nó quan tâm tới mình hơn rồi đấy anh em ạ. À, Fania luôn hả? Trời, kết luôn ta, không biết mình solo thắng được kết không ta, thử coi. Khó nha. Rồi, chơi nó nửa cây luôn kìa anh em. Chuẩn thiệt. Có lẽ mình hơi sung rồi. Nhưng mà game win anh em ơi. Giết ơi ơi, tí xíu nó giết con Titan luôn. Hai cái chuẩn thiệt. Ghê vậy. Thành công ngoài mong đợi luôn kìa. Từ nha anh em, mình đợi coi là nó có thoát trận nữa hay không. Ui, được này. Nó có cái này là thoát trận được rồi. Ngon nha. Ngày hôm nay thì mình hơi tích cực về cái game này. Chung thì có cái gì mà nó sai sai thì anh em góp ý cho mình. Ủa nhưng mà hiện cái đó lên mà cũng không ra trận nữa ta. Biết là anh em có nhìn thấy gì không chứ mình nhìn thấy cái hướng này nè. Giống như một cái mặt mà nó có cái mắt kiến ở đây, có cái lỗ mũi, có cái càm nhọn ra đây nè, thấy không? Không biết anh em có nhìn thấy không nha. Mình tưởng mình hay tưởng tượng tới mấy cái khuôn mặt nó là lạ lắm nên mà lâu mình nhìn mình thấy nó hiện lên mấy cái khuôn mặt kỳ kỳ á, không biết là chắc là do mình suy nghĩ nhiều quá không. Đấy, ok, trời ơi 16 kill anh em, mà một con thai phanh ác thiệt chứ. Ok, nếu mà trên tinh thần như thế này thì mình sẽ thêm một trận nữa nha anh em, thêm một trận nữa đi. Ê, khá là ngon đấy chứ. Làm bừa một cái combo thôi tự nhiên nó ngon vãi. Rồi ok. Đấy, đúng là có warp vào thì nó chơi ổn định hơn hẳn. Ok. Ôi trời, bên team mình có một vài đối thủ không hề tầm thường rồi. Nhất là cha nội này, cha nội này mình mới gặp hôm qua. Bắn rất là ác. Rồi nha, mất máu cỡ đấy thì trời ơi, xe đáp này định bay đúng không, dính chó rồi, bay được không? Bay được luôn. Ôi trời, có Kuri luôn, chết tôi rồi. À ô hay. Trời ơi, tự nhiên chuyển mục tiêu chứ. Tự nhiên em, để solo với con Kuri thì mình cần nhiều hơn. Ây da. Ôi cái module này kích liên tục luôn nè anh em, vãi chưởng thiệt. Ôi trời ơi, vãi chưởng ghê. Ghê thật. Kuri chơi không lại luôn. Ôi hay. Ghê thật. Ôi trời ơi. Ghê vậy, nó qua tới đây rồi hả?
cái module mà này mà cách liên tục thì nó hơi căng nha anh em. Curry à, đừng lo thằng này trước đi. Ok, được rồi. Rồi. Đây không phải là tấn công cấp bách nha anh em, cho nên là cái trụ này nó giành được cũng không ổn lắm đâu. Trời ơi, cho nổi đó hai con Curry luôn hả? Ghê vậy. Rồi, con xe lâu đó một đi không trở lại rồi. Đâu rồi? Mình mới nạp tàu mẹ xong một lần rồi nha, cho nên là bây giờ súng rốt thì nó cũng hơi khó để giết mình đấy. Nhiều khi là ông chết luôn cũng nên. Đấy. Ra thì mình đã nhận thấy dấu hiệu Curry bị nép ngầm rồi. Bây giờ thì rất khó để mà Curry có thể đối đầu với một con Bafinder đủ đồ đấy. Không, đừng có giỡn. Dragon cũng thế. Không có dễ đâu. Reset nữa à. Ẩu là chết nha em. Ghê à, hồi máu ghê à, xanh lâu nữa. Mình nên câu giờ ở đây nhưng mà team này nó không ổn lắm nha. Kích hoạt module như thế này thì thứ gì chịu nổi ta. Ravana. Không biết tự lượng sức mà này. Con phèo này cũng chưa chắc là bạn có cơ hội đâu nha. Bạn bị ép góc là chết đấy. Đừng đùa, có ác quê nữa anh em ơi. Rồi xong rồi. Bay lên thêm lần nữa chết đấy. Đây nha anh em. Cha nội ác quê này chơi ghê lắm, mình cứ đi theo sau cũng là được rồi. Qua mình đã được diện kiến rồi. Có lẽ mình nên hỗ trợ con róc, tại vì có một mình chả đứng đó à. Chả cũng đã làm hết sức rồi, mình không thể nào đứng nhìn được, khoanh tay đứng nhìn được đấy. Rồi ông đã làm hết rồi, bé quê đã tiếp cận được gần rồi, nhưng mà có róc nữa kìa. Bé quê cầm súng lửa nha ba, ông giỡn là ông chết đó nha, tôi nói thiệt. Trời ơi, con reset đó nãy giờ vẫn còn sống anh em à, ghê nhỉ. Mình nhấn vào trường một con Curry lại nha. Rút kinh nghiệm rồi, không bao giờ mà mình để Curry chết đầu tiên cả. Mẹ quê bật khen đi, trời ơi anh ơi. Đúng rồi, em tới đây. Có lẽ là anh sắp lên được rồi. Nhưng mà anh cũng đã câu giờ khá nhiều. Ra thì bây giờ một mình nó không thể nào đối chọi được với mình đâu anh em ơi. Hồi máu kinh phết đấy chứ. Đúng không? Nhưng mà mình đang dụ nó tới giữa đội hình của mình đó. Đúng rồi đó, bay vô đó là rồi đó. Bay vô đó là rồi đó, không có đường chạy, quỷ boss luôn hả, tức vậy, có cần làm thế không? Ok này bạn, game win rồi nha. Ra thì cha nội đó hủy boss chả biết là chết chắc rồi đó. Rồi và video mình coi như là tới đây là kết thúc rồi, hẹn gặp anh em vào những video sau nha. Bây giờ là những thông tin hồi nãy giúp ích được anh em khá nhiều, một phần nhỏ thôi cũng được. Ok rồi, tạm biệt anh em nha. Ok. Rồi, tạm biệt em nha.